xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá ngôi nhà đồ chơi, xem bên trong có những cái gì nhé. Oh yeah, nào các bạn nhỏ ơi, chúng ta cùng khám phá cùng hai bạn anh xin ở bế bông nhá. Nào chúng ta cùng đổ hộp đồ ra xem ở bên trong có những gì nào. Cắm đồ chơi quá các bạn nhỏ ơi. Đây là ngôi nhà của bạn anh Xuân ở bế bông đấy. Wow, bên trong ngôi nhà có máy múc nè, cũng khủng long nè, và có nhiều thứ. À, cả bóng bay nữa. Có cả nhũ à. Có những thứ gì vậy bạn bông? Bạn bông chỉ nhặt. Đây là cái gì đây? Đây là tủ lạnh đấy. Đây là tủ lạnh các bạn ạ. Ô, cái múc to quá. Đây các bạn ơi, đây là quả trứng. Cái đảo trứng này. Đâu cái đảo trứng à? Đúng rồi. Đúng rồi bạn giỏi nhỉ. Cái gì đây? Đây là cái gì nhỉ? Đây là cái gì nhỉ? Bạn bấy bông, bấy bông cho tôi biết. Bánh à? Đâu trộn bánh đâu hả bạn? Không nhìn được các bạn ơi. Mình có thể dùng cái này nó khắc quay được ơi các bạn ơi. À đúng rồi. Đúng rồi. Ôi. Nhiều thứ quá. Đây là gì đây? Đâu? Đây nè. Cái đồng hồ. Đúng rồi. Đồng hồ chúng ta treo ở tường đúng nào? Treo đồng hồ ở tường nhá. Đây là đồng hồ ở lâu đài. Đúng rồi. Còn gì nữa không? À bạn anh Xuân vừa lắp thêm một chiếc ô tô đấy. Một chiếc ô tô đâu các bạn ơi? Khủng long bạo chúa này. Tớ vừa tìm được một con khủng long bạo chúa các bạn ơi. À, đúng rồi, linh dương trong siêu non gao. Bạn Tuấn Anh giỏi, bạn anh Xuân giỏi quá các bạn ạ. Con này trong siêu non gao này. Đúng rồi, nhiều quá. Nhiều đồ đây, chơi quá. Đây con gao chính này, con gao được. Nó có hai cái súng đây này. Đúng rồi, vừa nhẹ đấy các bạn ạ. À, tôi tìm được cái này rồi. Tôi đố các bạn đây là cái gì nhỉ? Cái gì? Cái gì đây hả bạn đế bông? Bạn đưa vào tôi xem nào. Nào, tôi đeo cho bạn ạ. Đẹp quá, bạn bé bông đeo đẹp quá nhỉ. Đúng rồi. Còn đây là cái gì? Mình biết rồi, bóng tăng ơi. Cái đĩa này, đây cái đĩa. Ô, đâu, bạn anh xuống lại lắp thêm được một ngôi nhà to đấy. À, vẫn là ngôi nhà đó nhưng bạn lắp thêm tầng đấy. Ủa, cao quá, đây là mấy tầng hả bạn anh xuống nhỉ? 5 tầng à? Ui, 7 tầng. Ui, ngôi nhà 7 tầng của bạn anh xuống đấy. Chúng ta cùng để đất xem nó đứng được không nhá. Ui, đây, cao quá. Cao quá. Cao quá, nhà của bạn anh xuống đấy. Ôi, các bạn, để mình lắp thêm 1 tầng nữa cho là. Bé bông ơi. 8 tầng. Ơ, bạn bé bông chui vào ngôi nhà mới nè. Bé bông này. Bé bông chào các bạn đi. Đây nhà mới của bạn bé bông đấy. Chúng ta đến nhà bạn anh xuống đây bạn bé bông nào. Nắm đồ chơi quá các bạn nhỏ ơi. Nắm đồ chơi nhờ. Bạn bé bông chả có thế đâu. Chúng ta đến được đi. Bây giờ chúng ta sẽ. Đây cái gì đây bạn bé bông? Cái gì bé bông nhỉ? Lùa chảy đầu. Đúng rồi, bạn chảy đầu đi nào. Bé bông chảy đầu. Ui bé bông vừa tắm xong đấy các bạn ạ. À. Bé bông đang chải đầu đấy. Ủa bé bông xinh nhỉ. Còn đây bạn anh Xuân. Đây ngôi nhà của bạn anh Xuân đấy. Bạn anh Xuân đang nắp. Cho tôi xem ngôi nhà nào bạn anh Xuân. Mình nắp xong rồi. Ngôi nhà của bạn anh Xuân đấy. Đây là nhà mấy tầng nhỉ? Nhà. Đâu để mình đếm xem nào. Đúng rồi. 1, 2, 3. Nhà 3 tầng của bạn anh Xuân. Đâu cho tôi xem lại ngôi nhà đẹp to thật đấy các bạn ạ. Đây ngôi nhà của bạn anh Xuân đấy. Bạn anh Xuân nắp nhà đẹp quá.
mắt mưa rồi. 4 tầng. 4 tầng à? Đâu nắp thêm 1 tầng nữa nào. Thêm 1 tầng này. Chào các bạn nào. Thôi cho tôi xin một ngụm nước nào. Tôi khát nước. 4 tầng. Nào. Bạn uống đi. Bạn bông uống đi. Ui ngon không? Ồ, tôi tìm được một cái này này. Đây là cái gì vậy? Điện thoại. Đây là cái điện thoại à? Điện thoại đẹp nhỉ. Em mới làm ngay rồi. Nào, tôi xin. À, tôi tìm được một quả trứng khủng long rồi kìa. Kia là quả trứng khủng long các bạn ơi. Bạn lấy tôi xem nào. Bạn cầm trứng khủng long đây. Có hai quả. Có hai quả bóng bay. Tôi vừa tìm được một quả trứng khủng long đấy các bạn ạ. Bạn anh xuống cho tôi biết đây là cái gì. Đúng rồi. Một đồ vật gì vậy? Cái gì đây à bạn? Bê bông. Bê bông. Cái máy tính. Cái máy tính đúng không nào? Đúng rồi. À, có một cái đu quay. Đu quay của em bé à? Chúng ta cùng cho em bé đu quay nào. Và chúng ta cùng đợi để cho em bé đu quay nhá. Đây là em bé đu quay đấy. Có anh. Nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Chúng ta cùng tìm được những thứ gì nữa nha. Đây là chiếc đu quay bạn ấy tìm được. Còn đây là chiếc tai nghe tim là cổ của bác sĩ đấy các bạn ạ. Đấy. Ăn khổ ghê chưa? Nhà bạn ấy cao quá đi. Bạn ấy... Nhà cao thật đấy. À đây là cái gì đây? Đây đồng hồ này. Hồ đó. À, chào tạm biệt đi. Chào tạm biệt các bạn rồi chúng ta vào ăn cơm nào. Chào tất cả. Chào tạm biệt các bạn. Nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye. Yeah, bye bye các bạn. Chúng ta vào ăn cơm nha.